Tại trận thi đấu môn Taekwondo nội dung đối kháng nam hạng cân 58kg giữa hai võ sĩ của đội tuyển Lào và Campuchia, song song cùng sự kịch tính của trận đấu, cổ động viên của hai đội đã tạo ra một không khí thực sự bùng nổ trên khán đài nhà thi đấu Tây Hồ vào chiều ngày 17 tháng 5. Những tâm trạng từ hồ hởi, vui mừng, phấn khích cho tới lo lắng, hồi hộp được cổ động viên hai đội diễn tả rõ nét qua những đợt reo hò cùng từng điểm số mà vận động viên đội nhà ghi được. Thực sự, họ đã tạo nên một trận đấu thú vị, trận đấu của sự nhiệt thành và tinh thần thể thao trên khán đài. Kết thúc trận đấu, chiến thắng đã thuộc về võ sĩ đến từ Campuchia. Thế nhưng, với sự cuồng nhiệt như thế này, thì võ sĩ Lào chắc hẳn đã giành được tấm huy chương tinh thần, mang tên tấm huy chương trong lòng người hâm mộ. Tôi cũng là một vận động viên tham gia SEA Games 31 của đội tuyển Lào. Hôm nay tôi đến đây để cổ vũ cho đồng đội. Không khí tại đây thật tuyệt vời và cuồng nhiệt. Mặc dù đạt kết quả chưa được như mong muốn, nhưng cổ động viên vẫn sẽ cổ vũ hết mình cho đội nhà. Với vận động viên chúng tôi, những thất bại luôn là động lực để tập luyện chăm chỉ hơn và hướng tới tương lai. Với những vận động viên đến đây là thành tích không phải là cái gì mà nó quan trọng. Có cũng được, không có cũng được. Tại vì là cái này người ta gọi là kiểm kila mi sana, mi phe mi sana. Thể thao có thắng có thua, nếu hôm nay mình thua thì hôm sau mình lấy lại, mình sẽ tập luyện nặng hơn, cái đó là thể thao.